nhận 75 tốc cần có ký hiệu ATR nha các bạn. Sau khi chương trình con này khoảng 15 đô ạ. Rồi đầu tiên các bạn làm vụ, các bạn bấm nút ta, các bạn lướt captcha, bấm vào continue, các bạn lướt captcha các bạn. Sau khi lướt captcha gì, các bạn làm vụ này join kênh Telegram group channel, nó là follow Twitter, like Facebook, join Telegram đó nè. Rồi các bạn làm xong các bạn bấm vào nút don. Rồi sau khi don continue của bạn hỏi follow Twitter của bạn, bấm don nữa tiếp nha các bạn. Rồi nó kêu mình điện cái username Twitter các bạn, các bạn điền vào, các bạn vào trang cá nhân của mình a cộng win vnnh9, các bạn mở vào trang cá nhân Twitter có lấy cặp username mà. Rồi nó hỏi mình có like Facebook không, rồi bạn bấm don nha bạn. Rồi nó kêu mình dán cái đường link profile UGL Facebook mình, mình đây có sẵn cái đường link UGL đi, copy. Rồi bạn gửi cho nó nha bạn. À, là channel của bạn bấm don tiếp nha bạn. Rồi nó kêu mình dán cái địa chỉ với RC20 quá liệt cho các bạn. Rồi các bạn lướt xuống, các bạn đây địa chỉ RC20 của mình nè. Ethereum nè. Kèo này, kèo này, con này dễ, rất là dễ làm luôn các bạn. Con này kết thúc vào ngày 15 tháng 5 hay chỉnh cho gấp. Rồi các bạn copy địa chỉ với IDH của mình nha bạn. Các bạn mất vào nha bạn. Rồi các bạn mất vào nha bạn. Mẹ sạch cái tiết lâu quá ta. Mẹ no fancy mẹ sẽ mới qua đẹp chứ. Rồi như vậy mình đã nhận được 15 tóc cặn nha các bạn. Ở một lượt ghép chưa được 15 tóc cặn. Tóc cặn ATG nè các bạn, chỉ với theo word nè. Con này nó không cập nhật cái đây là liên giáp của mình, nó chia sẻ cho bạn bè cho người thân các bạn. Con này nó không có lấy cái Instagram.